Nhai ta ba lá, cây một thân, quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh làm vườn S Garden. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại nhài ta hiện nay rất được nhiều người yêu thích và thường xuyên dùng để trồng làm cảnh ở sân vườn, đặc biệt là vào mùa hè này nhé. Hoa nó ra rất là sai và cực kỳ thơm. Nếu các bạn mà chưa có một cây hoa nhài như thế này thì hãy trồng ngay một cây hoa nhài, nó sẽ tỏa hương thơm cho sân vườn của nhà bạn. Đây là toàn bộ cái khu vực của nhà vườn về cây nhài ba lá. Đặc điểm của cái loại nhài ba lá này các bạn quan sát nhé, nó khác với cái loại nhài hai lá đó, hay còn gọi là nhài thóc. Hoa của nó rất là nhỏ, còn đối với bông hoa nhài ba lá thì hoa của nó lớn. Đây các bạn, đây mình sẽ vặt một bông để các bạn xem này. Đó, bông của nó là bông cánh kép, rất là nhiều cánh. Đó, có đường kính khoảng từ 3, 4, thậm chí là 5 cm, nếu mà đối với những bông lớn nhá. Đó, bông hoa rất là lớn luôn, hoa cực kỳ thơm. Và đặc điểm nữa là trên mỗi cái mắt lá các bạn ạ, mỗi cái mắt lá của nó thì có khoảng 3 cái lá, nó hướng về 3 hướng khác nhau nhé. Đó, thậm chí là có những mắt lá có 4 cái lá, nó hướng về các phía khác nhau, nhưng thường là 3 nhé. Nhưng mà tuy nhiên không phải là cái trên cái mắt nào của cái cành nó cũng có 3, có những mắt thì nó có 2 lá thôi. Chính vì vậy các bạn cũng không nên thắc mắc. Đó, một cây như thế này thì có chiều cao khoảng 1m cho đến 1m2, cây thoát thân. Đó, cây một thân đấy các bạn ạ. Cái dòng bụi thì nó sẽ rẻ hơn các bạn nhé, rẻ hơn so với dòng một thân. Rồi mình nhấc một cây ra để các bạn cùng quan sát này. Đặc điểm của cái cây này là nó cực kỳ là nhiều nụ và hoa nhé, tại vì mùa hè là cái mùa của hoa nhài. Các bạn trồng ra ở chỗ nhiều nắng thì cây nó sẽ càng nhiều hoa nhé. Cái cây của mình đang quay thì có rất nhiều nụ, các bạn quan sát chưa? Nụ rất là nhiều nhé. Đó, cây rất là xanh. Cây này là cây một thân. Đây có chiều cao này. Cái cây này là cây dạng thấp, trung bình ở trong vườn. Đó, thường là có chiều cao tương đương với cây này trở lên nhé. Mình đo này, 2 này, 4 này, 6 này, đó, 8 này, 10 này, khoảng 1m2 từ gốc cho tới ngọn các bạn nhé. Từ gốc cho tới ngọn là cao 1m2, còn thoát thân là khoảng 60 cho đến 70cm. Đó, thì cái cây này hiện tại thì có giá là 300.000. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình qua cái số Zalo sau mình sẽ để ở trên màn hình hoặc là ở phần dưới mô tả để các bạn xem nhé. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào Shopee, cái link ở bên dưới để mua. Nếu mà bạn nào mua quen Shopee thì có thể mua qua Shopee nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video của mình, chia sẻ và giới thiệu cũng như là báo giá về cây nhài ba lá, hay còn gọi là nhài đầu hổ, hiện nay là một trong những loại cây được rất nhiều người yêu thích trồng để làm cảnh ở sân vườn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.